Lam! You lie! Tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Em sẽ không quay đầu lại, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Em không cần phải quay đầu lại. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Từ hôm nay anh sẽ dọn ra ngoài ở. Mình ly hôn đi. Anh không cần gì hết Lâm. Anh sẽ đưa cho em hết tất cả, kể cả quyền nuôi dưỡng bé Hằng. Anh không cần gì hết. Anh chỉ cần... Anh yêu cô ta đến như vậy sao? Sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ anh đã gây dựng hả? Anh yêu cô ta vì cái gì? Vì cô ta trẻ hơn tôi hả? Anh không thể kết thúc với em được Châu ạ. Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình. Em hãy đợi anh. Anh luôn luôn cảm thấy nặng nề và khổ sở. Anh xin em là mình ly hôn đi. Cái áo dơ thì giặt cho sạch, nhanh thì ủ cho thảm. Và kể có khi nó rách nát, tôi cũng sẽ dùng nó làm vẽ rau nhà. Anh đừng hòng được tự do với cô ta. Anh cũng đừng hòng rời khỏi căn nhà này. Anh phải sống với tôi cho tới ngày anh chết. Anh xin lỗi em. Em hãy cho anh thêm thời gian. Anh về rồi. Anh về rồi hả? Ừ. Anh để hoa đó đi. Lên lầu tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn tối. Em để sẵn đồ cho anh rồi đó. Nhìn ngon quá. Đã lâu rồi anh không ăn cơm ở nhà. Không biết em nấu còn nhiều miệng hay không. Anh... Mình đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Trở lại như xưa. Em cũng rất muốn được tha thứ cho anh. Nhưng mà nó vẫn ở đó. Em không quên được. Anh đã không hề để ý. Từ sau khi sinh con, em bị dị ứng với phấn hoa.
Anh sao vậy? Em ngủ trước đi. Anh sang phòng sách đọc tài liệu một chút. Anh định lảng tránh em đến bao giờ? Anh không lảng tránh em. Nhưng anh cần thời gian. Phải. Anh còn nhớ cô ta đúng không? Khuya rồi. Anh không muốn chúng ta cãi nhau. Ngày mai mình nói chuyện nha. Em luôn tự hỏi anh có nhớ cô ta không khi nằm cạnh em. Anh vợ cô ta sẽ làm những gì khi không có em? Anh sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa. Anh chỉ sợ có lỗi, anh chỉ sợ bị bắt lỗi. Anh không sợ em đau lòng. 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 Cảm ơn anh, xin lỗi. Cảm ơn anh. Không sợ em đau lòng. Anh xin lỗi. Cho sẽ chết cho anh xem. Sau đêm nay anh sẽ mất hết tất cả. Đó là cái giá mà anh phải trả. Tất cả đã kết thúc rồi. Tỉnh em ơi. Là cứu đứa bé em đi. Ơi. Cứu đứa bé đi. Tất cả nhờ. Đi đi. Đi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Tôi ra là buông ra. Em ơi. Tại anh. Tại anh. Lỗi tại anh. Tất cả là tại anh. Lỗi tại anh. Buông tôi ra. Bà mới nói chuyện với bác sĩ Phương khoa thần kinh. Cô ấy nói con bé có dấu hiệu bị trầm cảm. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện đó. Là con sai. Con xin lỗi ba. Có phải ba đã sai khi đã để hai đứa quay lại với nhau không? Ba hãy cho con thêm một cơ hội. Con sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì nữa.
Tôi đã quyết định rồi. Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Sắp tới cậu dự định thế nào? Tôi sẽ đưa cô ấy ra khỏi thành phố. Chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Sau này nếu cậu cần gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp cậu. Cây táo nở hoa lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V Channel.